khủng khiếp. Tôi đẹp.
chúng nó lên đứt. Quá ngon. Lên rồi thì cũng lên thì đứt. Các bạn có thể thấy sức mạnh của chiếc xe rồi, quá là khủng khiếp. Thùng rất là khó đổ các bạn nhé. Không để vào được luôn. Nay ban tài xế chúng ta sẽ của bên đây. Bốc đầu các bạn nhé. Quá là khó khăn cho các tài xế. Mở ngưỡng thôi. Các tài xế quyết định mở ngưỡng. Quá là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy đổ được một chuyến xe đất như vậy không phải đơn giản. Một con hồ rất là rộng đây các bạn nhé. Không ở bưởng là cũng không ra được đâu. Không ra được. Không ra được, mấy cục này to lắm. Mấy cục to mà. Chiếc xe nhịp 2 tấn, cầu 5 tấn, lô ghép 650. Vành, khả năng tí phải xuống bảo máy xúc người ta ấn cho phát. Bảo máy xúc ấn là được. Máy xúc ấn là nó thẳng ở chỗ này. Vất vả của bác sĩ luôn.
Bây giờ là hành trình vô cùng gian truân của bác tài xế Công Lộc. Những chiếc xe rất là mạnh.